Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay ha. Ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho tất cả các bạn là cách tạo ra một cái video như các bạn vừa xem. Rồi, để làm được cái video này, thứ nhất các bạn chuẩn bị cho mình ứng dụng KMaster nha các bạn. Rồi, thứ hai các bạn chuẩn bị cho mình một cái tệp là hiệu ứng video 20.k. Và một cái nữa là những bức ảnh để các bạn tạo ra video. Sau khi các bạn đã chuẩn bị ba cái vật liệu này thì bây giờ mình mở KMaster lên ha. Rồi, ở đây thì các bạn cứ chọn OK. Tiếp tục các bạn chọn là dự án mới nè. Ở đây thì các bạn chọn là 16:9. Xong tiếp tục các bạn chọn là nhập dự án. Ở đây các bạn chọn OK. Rồi, các bạn sẽ chọn là hiệu ứng video 20.k. Cái hiệu ứng video 20.k này mình sẽ để dưới phần mô tả của video nha các bạn. Rồi, bây giờ nó sẽ xuất hiện một cái giao diện như thế này. Công việc của các bạn là chỉ thay đổi những cái bức ảnh trên cái dự án này thành những bức ảnh của mình là được nha các bạn. Rồi, các bạn hãy nhấn vào bức ảnh nè, đây. Tiếp tục các bạn sẽ chọn là thay thế. Rồi các bạn chọn bức ảnh mà các bạn cần thay thế nè. Đó. Rồi, các bạn sẽ điều chỉnh sao cho nó phù hợp. Nếu phù hợp rồi thì thôi. Đây, bức ảnh của mình cảm thấy nó phù hợp rồi nên mình để lại để y như vậy luôn nha các bạn. Rồi, tiếp tục bức ảnh thứ hai, các bạn ấn vào cái bức ảnh thứ hai. Tiếp tục các bạn chọn là thay thế. Rồi, tìm bức ảnh cần thay thế. Đó, vậy là xong. Rồi, cái này nó chưa phù hợp nè. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh lớn nhỏ cho nó phù hợp để cho cái video mình nó hay hơn, nó đẹp hơn nha các bạn. Đây. Đó. Lớn nhỏ tùy ý, các bạn có thể xoay tới xoay lui đây. Đó, hoặc là những cái thao tác nằm bên hoặc là nhiều cái thao tác khác. Các bạn để sao nó phù hợp với cái bức ảnh của mình trong cái khung của cái video. Đó. Rồi. Nếu là xong rồi thì mình sẽ tiếp tục bức ảnh nữa nha các bạn. Đây, các bạn nhấn vào. Rồi, các bạn chọn thay thế. Các bạn tìm bức ảnh của các bạn. Đó. Rồi, phù hợp rồi thì thôi, nếu chưa phù hợp thì điều chỉnh sao cho phù hợp. Rất là đơn giản nha các bạn. Nói chung đa phần những cái video mà mình đã tạo chia sẻ cho tất cả các bạn á là chỉ thay đổi những bức ảnh của mình thôi. Nó đơn giản, điều chỉnh lớn nhỏ tùy ý. Rồi, mình cũng làm ba cái bức ảnh làm mẫu cho các bạn ha. Mình xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha. Xin chào.